có duyên biết mệnh, tuổi Ất Mão sinh năm 1975 gánh lộc về nhà, trúng lớn liên tiếp. Từ nay đến Tết Nguyên Đán 2025 đổi giận vào nhanh chóng mặt, ai cũng phải hờn ghen đỏ mắt. Xin chào quý vị khán giả của kênh Minh Đường Tử Vi. Quý vị thân mến, trong cuộc sống ai cũng mong muốn bản thân và gia đình mình luôn được bình an, hạnh phúc, đặc biệt là vào những tháng cuối năm, khi chúng ta cùng nhìn lại một chặng đường dài đã qua. Tuổi Ất Mão 1975 đã trải qua không ít những thăng trầm trong năm 2024, nhưng giờ đây khi thời khắc Tết 2025 đang đến gần, vận may và tài lộc đang chuẩn bị mỉm cười với quý vị. Hãy thử hình dung khi những cơn gió se lạnh của mùa thu bắt đầu thổi qua, cũng là lúc vận mệnh của quý vị chuyển biến mạnh mẽ. Những khó khăn đã từng làm phiền lòng, những thử thách mà quý vị đã phải gồng mình vượt qua, tất cả sẽ dần lùi lại phía sau, nhường chỗ cho sự khởi sắc bất ngờ. Tháng 10 âm lịch bắt đầu mở ra những cơ hội mới và vận may sắp gõ cửa một cách ngoạn mục. Đừng lo lắng về những thử thách phía trước vì chính trong thời điểm này, quý vị sẽ được quý nhân giúp đỡ, đưa đường chỉ lối để bước qua mọi khó khăn. Đây chính là thời điểm quý vị tận dụng vận khí, nắm bắt tài lộc và đón nhận những cơ hội mới trong sự nghiệp và cuộc sống. Trong video hôm nay, chúng tôi sẽ cùng quý vị phân tích chi tiết tử vi của tuổi Ất Mão 1975 từ nay đến Tết 2025, những bí mật về tài lộc, sự nghiệp và gia đạo sẽ dần được hé lộ, giúp quý vị chuẩn bị tốt nhất để đón nhận một mùa Tết an khang, thịnh vượng. Đừng quên like, share và đăng ký miễn phí kênh Minh Đường Tử Vi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin quan trọng nào về vận mệnh của mình nhé. Xin cảm ơn sự ủng hộ của quý vị, đó chính là động lực để chúng tôi tiếp tục mang đến những video chất lượng và hữu ích hơn nữa. Nào, xin mời quý vị cùng lắng nghe và khám phá những thay đổi quan trọng đang đến với tuổi Ất Mão 1975 từ đây đến Tết 2025 này nhé. Tổng quan tử vi tuổi Ất Mão 1975. Ất Mão sinh năm 1975, mệnh đại khê thủy, nước khe lớn, khắc sơn hạ quả, con nhà hắc đế, phú quý, xương con mèo, tướng tinh con dơi, cuộc đời được ông quan đế độ mạng. Số tuổi Ất Mão như vậy, đại khê nước lớn chảy về thiên nhiên. Thu đông sanh thuận mới yên, thanh nhàn sung sướng sáng kiến nhiều nghề. Xuân hạ lỗi số bị chê, giàu có làm đặng công thần cũng lo. Xét qua trong đạo vợ chồng, qua thơm hương nhụy, trăng vòng tròn gương. Chẳng qua gãy gánh giữa đường, duyên sao chấp nối mới yên gia đê à. Tiền bạc làm có trong tay, ba chìm bảy nổi đổi thay gia đình. Số phải xa mẹ khắc cha, tha phương lập nghiệp tiền tài thạnh hưng. Nam giới tuổi Ất Mão có cuộc đời gặp nhiều điều tốt đẹp, tuy không được sung sướng về mặt thể xác, nhưng được sung sướng về mặt tinh thần. Cuộc đời của họ không lấy gì làm cực khổ cho lắm. Họ có số hưởng được sự giàu sang và có thể thu được nhiều kết quả tốt đẹp. Đến thời kỳ tuổi già, tiền bạc đầy đủ, gia cảnh êm đềm. Tuổi Ất Mão nếu sinh vào những tháng 8 và 12 âm lịch thì có nhiều thay đổi tối thiểu 3 lần về vấn đề tình duyên. Nếu sinh vào những tháng 1, 2, 3, 4, 5, 9 và 10 âm lịch thì việc thay đổi tình duyên cũng phải 2 lần thay đổi. Nếu sinh vào những tháng 6, 7 và 11 âm lịch thì việc tình duyên được chung thủy. Do Mão và Ất đều tượng trưng cho hành mộc cho nên năng lượng mộc kép khiến cho những người Ất Mão vô cùng hào phóng và biết thông cảm với người khác. Họ sẵn lòng giúp đỡ mọi người xung quanh vô điều kiện, tuy nhiên đôi khi quá tốt dễ khiến cho người khác lợi dụng. Nếu như không muốn bản thân bị quá tải thì bạn nên học cách từ chối khéo léo yêu cầu vô lý của người khác. Một trong những nhược điểm của người sinh năm 1975, đó chính là họ không quyết đoán. Nguyên nhân chính là họ muốn xây dựng và bảo vệ hòa bình, không muốn làm thương tổn tới người khác. Họ cũng không muốn trở thành tâm điểm chú ý của người khác, ghét sự cạnh tranh. Do đó mà trong suốt cuộc đời họ có nhiều bạn bè, các mối quan hệ đều rất tốt đẹp. Trong công việc thì người Ất Mão rất tận tụy, họ yêu thích công việc mình đang làm. Nếu tìm được việc bản thân thích thì họ sẽ gắn bó và nỗ lực hết sức cho tới khi thành công. Người sinh năm này cũng rất giàu trí tưởng tượng, họ không thích sự tầm thường và coi trọng tính độc đáo. Cuộc sống, tuổi Ất Mão cuộc đời gặp nhiều hay đẹp, tuy không được sung sướng về thể xác, nhưng được sung sướng về tinh thần, cuộc đời không lấy gì làm cực khổ cho lắm. Số hưởng được sự giàu sang và có thể được nhiều kết quả tốt. Trong thời gian tuổi già, tiền bạc đầy đủ, gia cảnh êm đềm, muốn sống lâu hơn cần phải làm phúc đức thật nhiều. Tình duyên,
Tuổi Ất Mão nếu sanh vào những tháng này thì có nhiều thay đổi về vấn đề tình duyên và tối thiểu là 3 lần. Đó là tuổi Ất Mão sanh vào những tháng 8 và 12 âm lịch. Nếu sanh vào những tháng này thì việc thay đổi tình duyên cũng phải 2 lần thay đổi. Đó là những người sanh vào tháng 1, 2, 3, 4, 5, 9 và 10 âm lịch. Nếu sanh vào những tháng này thì việc tình duyên được chung thủy đó là sanh vào những tháng 6, 7 và 11 âm lịch. Cứ căn cứ vào những tháng sanh, bạn có thể biết được mình thay đổi mấy lần về tình duyên của cuộc đời bạn. Gia đạo, công danh, tuổi Ất Mão, tiền tài được dư dả, không có sự thiếu thốn, số sống an nhàn, sự nghiệp rất vững chắc và lưu truyền lâu bền về sau. Cả hai vấn đề được hoàn toàn thành tựu lâu bền, cuộc đời được hưởng sự sung sướng trọn vẹn. Những tuổi hợp làm ăn, trong sự làm ăn, tuổi Ất Mão cần lựa chọn những tuổi này mà hợp tác làm ăn thì mang nhiều thắng lợi. Đó là các tuổi Bính Thìn, Kỷ Mùi, Nhâm Tuất và Quý Sửu. Những tuổi này rất hợp với tuổi Ất Mão, nên hợp tác làm ăn thì khỏi lo thất bại. Lựa chọn vợ, chồng, tuổi Ất Mão cần lựa chọn những tuổi này thì sự sống được cao sang và phú quý, vì những tuổi này rất hợp cho mọi khía cạnh của tuổi Ất Mão. Đó là các tuổi Bính Thìn, Kỷ Mùi, Nhâm Tuất và Quý Sửu. Kết hôn với những tuổi kể trên sẽ có nhiều thắng lợi và triển vọng tiền bạc được tốt đẹp. Kết hôn với những tuổi này, tuổi Ất Mão chỉ có được một cuộc sống trung bình mà thôi. Đó là tuổi Ất Mão kết hôn với các tuổi Ất Mão, Đồng Tuổi, Tân Dậu, Mậu Thìn. Tuổi Ất Mão kết hôn với những tuổi này thì sự làm ăn trở nên khó khăn, sống một cuộc sống bần hàn và việc làm ăn gặp nhiều trắc trở. Đó là tuổi Ất Mão kết hôn với các tuổi Quý Tỵ, Mậu Ngọ, Quý Hợi. Tuổi Ất Mão không nên cưới vợ vào những năm tuổi 16, 22, 28, 34, 38 và 40 tuổi, vì những năm này xung khắc khó thành công về sự nghiệp cũng về tiền bạc. Tuổi Ất Mão sanh vào những tháng này thì số nhiều vợ nhất, đó là sanh vào những tháng 2, 4, 8, 9, 10 và 12 âm lịch. Sanh vào những tháng này có số lưu thê hay đau khổ nhiều về đàn bà. Những tuổi đại kỵ, tuổi Ất Mão đại kỵ trong cuộc đời với những tuổi Canh Thân, Giáp Tý, Bính Dần, Nhâm Thân, Giáp Dần, Nhâm Tý, Mậu Thân. Những tuổi này rất đại kỵ, nếu làm ăn với nhau thì sẽ thất bại, kết duyên thì xảy ra cảnh biệt ly tuyệt mạng. Khi gặp tuổi kỵ và năm hạn, trong việc làm ăn phải cúng sao cho đúng ngày tháng và phải thành tâm cúng dâng đầy đủ nhang đèn hoa quả. Nếu gặp tuổi kỵ trong con cháu gia đình thì nên cầu phước và gian giái trời Phật thì sẽ được giải hạn. Những năm khó khăn nhất, tuổi Ất Mão gặp khó khăn những năm mà vào ở số tuổi 29, 32, 40 và 45 tuổi, những năm mà bạn phải chịu nhiều khó khăn nhất trong cuộc đời. Ngày giờ xuất hành hợp nhất, tuổi Ất Mão xuất hành vào những giờ lẻ, ngày lẻ và tháng lẻ là những ngày, giờ và tháng hợp nhất trong cuộc đời bạn. Vậy nên xuất hành vào những ngày giờ nói trên thì khỏi sợ bị thất bại trong việc làm ăn cũng như nghề nghiệp. Năm 2024 có thể được xem là một năm đầy biến động và thử thách đối với những người sinh năm Ất Mão 1975. Nhìn lại khoảng thời gian đã qua, không thể phủ nhận rằng quý vị đã trải qua nhiều giai đoạn khó khăn, từ công việc căng thẳng, áp lực tài chính chồng chất, đến những dấu hiệu suy giảm về sức khỏe. Những điều này không chỉ gây nên sự mệt mỏi về thể chất, mà còn là những áp lực tinh thần đè nặng lên vai. Tuy nhiên, có lẽ chính nhờ tinh thần thép và bản lĩnh kiên cường mà quý vị vẫn đứng vững, không gục ngã trước những sóng gió. Mọi khó khăn đều chỉ là tạm thời, và điều quan trọng hơn cả là cách quý vị đối mặt và vượt qua những thử thách đó. Thực tế, khi bước vào năm 2024, quý vị đã biết trước đây sẽ là một năm đầy thử thách. Tuy nhiên, những người tuổi Ất Mão 1975 vốn không phải là người dễ dàng bị khuất phục. Bản tính nhạy bén, biết lắng nghe cảm xúc của bản thân và của người khác đã giúp quý vị không chỉ duy trì được sự cân bằng trong cuộc sống mà còn tìm ra những phương hướng giải quyết phù hợp. Những quyết định mạnh mẽ, dù đôi khi có phần mạo hiểm nhưng lại là những bước đi đúng đắn để giúp quý vị vượt qua giai đoạn khó khăn này. Nhưng hãy nhìn vào tương lai, vì những tháng cuối năm 2024 đang mang đến những dấu hiệu tích cực, vận mệnh của quý vị sau khi trải qua sự u ám của những tháng đầu năm đang dần chuyển mình theo chiều hướng tốt đẹp hơn, sự nghiệp bắt đầu khởi sắc với những cơ hội mới đang dần mở ra, những dự án, công việc mà quý vị đã dày công xây dựng sẽ bắt đầu cho thấy kết quả. Đây chính là thời điểm mà quý vị có thể thu về những trái ngọt sau những nỗ lực không ngừng nghỉ. Tài chính cũng là một trong những điểm sáng đáng chú ý trong những tháng cuối năm này.
Từ những khoản thu nhập ổn định đến các cơ hội đầu tư tiềm năng, tất cả đều đang dần mang lại cho quý vị sự an tâm về mặt vật chất. Tuy nhiên, không nên chủ quan, cần quản lý tài chính một cách cẩn thận và cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đưa ra những quyết định lớn, đặc biệt là trong những lĩnh vực mới. Về mặt sức khỏe, dù đã có những dấu hiệu cải thiện so với giai đoạn đầu năm, nhưng quý vị vẫn nên chú ý hơn đến việc chăm sóc bản thân. Sức khỏe thể chất và tinh thần cần được đặt lên hàng đầu, vì chỉ khi có sức khỏe tốt, quý vị mới có thể tiếp tục phát huy năng lực và đạt được thành công trong công việc cũng như cuộc sống. Hãy tạo cho mình thói quen sinh hoạt lành mạnh, dành thời gian để nghỉ ngơi, thư giãn và phục hồi sau những căng thẳng. Không thể không nhắc đến khía cạnh gia đình và tình cảm. Sau những khoảng thời gian có thể đã có phần căng thẳng và bất đồng, gia đình của quý vị sẽ dần trở nên hòa thuận và gắn kết hơn. Những thuẫn nhỏ nhặt sẽ dần được hóa giải và quý vị sẽ tìm thấy sự an ủi, hỗ trợ từ những người thân yêu. Đặc biệt, vào cuối năm, niềm vui từ con cháu sẽ là nguồn động viên lớn nhất, giúp quý vị cảm thấy mãn nguyện và hạnh phúc hơn. Đây cũng là thời điểm để quý vị nhìn lại và trân trọng những giá trị gia đình, những tình cảm mà mình đã vun đắp suốt bao năm qua. Điều cuối cùng và có lẽ là điều quan trọng nhất, đó chính là tinh thần và tâm thế của quý vị khi bước vào những tháng cuối cùng của năm 2024. Đây không chỉ là thời điểm để tổng kết những gì đã qua, mà còn là cơ hội để quý vị sẵn sàng chuẩn bị cho một năm 2025 đầy triển vọng, với những bài học rút ra từ năm 2024. Quý vị sẽ bước vào năm mới với một tâm thế vững vàng hơn, tự tin hơn và chắc chắn rằng mọi khó khăn sẽ dần lùi lại phía sau, nhường chỗ cho thành công và hạnh phúc. Năm 2024 đã và đang là một hành trình đầy sắc màu cho tuổi Ất Mão, nhưng hãy nhớ rằng khó khăn chỉ là bước đệm để chúng ta vươn tới thành công lớn hơn. Quý vị đã từng bước vượt qua thử thách và giờ là lúc để tận dụng những cơ hội, nắm bắt những thay đổi tích cực trong cuộc sống, để từ đó chuẩn bị cho một tương lai tươi sáng, vững chắc hơn. Về phương diện sự nghiệp cuối năm 2024 tuổi Ất Mão 1975. Kính thưa quý vị, tuổi Ất Mão 1975, chúng ta đang bước vào những tháng cuối của năm 2024, thời khắc mà nhiều người trong quý vị có thể cảm thấy sự chuyển mình mạnh mẽ trong sự nghiệp. Đây không chỉ là giai đoạn để nhìn lại những chặng đường đã đi qua, mà còn là thời điểm quan trọng để tăng tốc, bứt phá và đón nhận những thành công rực rỡ trong sự nghiệp của mình. Có lẽ trong nửa đầu năm 2024, quý vị đã phải đối mặt với không ít thách thức, những tháng đầy sóng gió, những tình huống khó khăn tưởng chừng như không thể vượt qua. Nhưng chính trong những thời điểm khó khăn ấy, sự kiên cường và bản lĩnh của quý vị đã trở thành chìa khóa giúp quý vị xây dựng một nền tảng vững chắc cho công việc. Dù đôi khi, cảm giác mệt mỏi có thể đã xâm chiếm, nhưng không một ngày nào quý vị từ bỏ hy vọng, chính nhờ tinh thần không khuất phục. Quý vị đã từng bước vượt qua mọi trở ngại và tiến dần đến những cơ hội lớn đang chờ đón phía trước. Bước sang thời điểm cuối năm 2024, vận may bắt đầu mỉm cười với quý vị. Đây là lúc những nỗ lực bền bỉ của quý vị trong suốt cả năm qua sẽ được đền đáp. Trong công việc, quý vị sẽ đón nhận sự hỗ trợ từ quý nhân, những người không chỉ mang đến cho quý vị những sự trợ giúp thiết thực về tài chính, mà còn là những người thầy, những người cố vấn với những lời khuyên vô cùng giá trị. Họ sẽ là những người mở ra cho quý vị những cánh cửa mới, đưa quý vị vượt qua khó khăn và nắm lấy những cơ hội quý giá trong công việc. Đặc biệt, đây sẽ là giai đoạn mà quý vị có cơ hội tham gia vào những dự án lớn, những hợp tác kinh doanh với quy mô không nhỏ. Những dự án này không chỉ là cơ hội để khẳng định bản thân, mà còn là bước đệm quan trọng cho sự phát triển vượt bậc của sự nghiệp. Sự nhạy bén và tinh thần cầu tiến sẽ giúp quý vị nhìn ra những cơ hội mà người khác có thể bỏ qua. Với bản tính cẩn thận, chắc chắn quý vị sẽ biết cách nắm bắt thời cơ đúng lúc, đưa ra những quyết định thông minh và từ đó mở rộng đường thăng tiến trong công việc. Nếu biết tận dụng những cơ hội này, quý vị có thể thấy sự nghiệp thăng hoa một cách bất ngờ. Quý vị sẽ không chỉ đạt được danh tiếng, uy tín trong lĩnh vực của mình, mà còn tạo dựng được mối quan hệ bền vững với các đối tác lớn. Đây là thời điểm quan trọng để xây dựng hình ảnh cá nhân, không chỉ trong mắt đồng nghiệp mà còn trong mắt cộng đồng kinh doanh. Tuy nhiên, thành công không đến một cách dễ dàng. Trong giai đoạn này, quý vị cần duy trì sự tập trung cao độ và không ngừng học hỏi, lắng nghe những lời khuyên từ người đi trước, nhưng đồng thời cũng cần phân tích kỹ lưỡng từng cơ hội trước khi đưa ra quyết định. Đôi khi, cơ hội lớn sẽ đi kèm với thách thức và rủi ro,
và chỉ có sự thận trọng mới giúp quý vị bảo toàn được thành quả đã xây dựng. Ngoài ra, sự nghiệp không chỉ nằm ở các dự án lớn hay hợp tác kinh doanh mà còn ở việc xây dựng đội ngũ, tạo mối quan hệ tin cậy với những người cùng chí hướng. Trong giai đoạn này, quý vị sẽ cần một đội ngũ mạnh mẽ để cùng tiến bước. Hãy luôn tinh tế trong việc chọn người đồng hành, bởi một đội ngũ tốt sẽ là nền tảng vững chắc cho mọi sự thành công lâu dài. Cuối cùng, quý vị hãy nhớ rằng, thành công chỉ thực sự có ý nghĩa khi nó đến từ cả sự nghiệp và cuộc sống cân bằng. Đừng để sự nghiệp chiếm lĩnh toàn bộ thời gian của mình. Hãy dành những khoảnh khắc để tận hưởng niềm vui bên gia đình và chăm sóc sức khỏe. Bởi chỉ khi tâm trí vững vàng và thể lực sung mãn, quý vị mới có thể đối diện với mọi thách thức trong công việc với tinh thần mạnh mẽ nhất. Năm 2024 sẽ là năm mà tuổi Ất Mão thấy rõ sự chuyển mình trong sự nghiệp, đặc biệt là trong những tháng cuối năm. Tất cả những gì quý vị cần làm là tận dụng tốt những cơ hội đến với mình và không ngừng học hỏi, phát triển bản thân. Với sự kiên trì và nỗ lực, sự nghiệp của quý vị chắc chắn sẽ cất cánh, mang lại thành công và danh vọng mà quý vị đã mong chờ. Phương diện tài lộc trong những tháng cuối năm 2024. Những tháng cuối năm sẽ mang lại cho quý vị những niềm vui không nhỏ. Với bản tính thông minh và nhạy bén, quý vị sẽ biết cách tận dụng những cơ hội tài chính từ nhiều nguồn khác nhau. Tài lộc không chỉ đến từ công việc hiện tại, mà còn từ những khoản đầu tư hoặc các dự án bên ngoài. Đặc biệt, danh tiếng và uy tín mà quý vị đã dày công xây dựng trong suốt thời gian qua sẽ là yếu tố giúp tài lộc liên tục gia tăng và bền vững. Quý vị có thể thấy mình đang đứng trước cơ hội tăng trưởng tài chính ổn định, đặc biệt là trong các lĩnh vực mà quý vị đã có kinh nghiệm hoặc có sự hỗ trợ từ những đối tác tin cậy. Đối với những người sinh năm Ất Mão, khả năng nhìn xa trông rộng sẽ giúp quý vị nhận diện những cơ hội đầu tư tiềm năng mà người khác có thể bỏ qua. Tuy nhiên, đây cũng là lúc cần cẩn trọng trong việc quản lý tài chính, bởi không phải cơ hội nào cũng hoàn hảo. Chọn lọc kỹ lưỡng và cân nhắc từng quyết định sẽ giúp quý vị bảo vệ được thành quả của mình. Ngoài ra, đừng quên rằng sự hào phóng và lòng nhân ái cũng là chìa khóa để duy trì dòng chảy tài lộc. Những hành động thiện nguyện hoặc giúp đỡ người khác không chỉ mang lại niềm vui tinh thần, mà còn giúp quý vị duy trì sự cân bằng trong cuộc sống. Phương diện sức khỏe. Sức khỏe là một trong những yếu tố quý giá nhất, đặc biệt khi tuổi tác ngày một lớn dần. Trong những tháng cuối năm 2024, sức khỏe của tuổi Ất Mão nhìn chung ổn định, nhưng vẫn cần chú trọng. Nhờ vào những biện pháp duy trì sức khỏe từ đầu năm, quý vị sẽ có được một thể trạng tốt. Tuy nhiên, do tính chất công việc hoặc sự căng thẳng từ các áp lực tài chính và gia đình, quý vị cần phải chăm sóc bản thân một cách kỹ lưỡng hơn. Tinh thần và cơ thể cần được nghỉ ngơi và thư giãn để tránh tình trạng quá tải và stress. Hãy dành thời gian để thư giãn, thực hiện những bài tập thể dục nhẹ nhàng như đi bộ, yoga hoặc thiền để giúp cơ thể và tâm trí cân bằng hơn. Chế độ ăn uống khoa học, đủ chất và đủ giấc ngủ cũng là điều cần thiết để giữ vững sức khỏe trong thời gian này. Phương diện tình cảm gia đạo. Gia đình luôn là bến đỗ an yên, là nguồn động viên tinh thần không thể thiếu đối với người tuổi Ất Mão. Sau những xe thẳng và xáo trộn có thể đã xảy ra trong nửa đầu năm, những tháng cuối năm 2024 sẽ mang lại sự hòa thuận và êm ấm trong gia đình của quý vị. Những mối quan hệ, đặc biệt là giữa vợ chồng, cha mẹ và con cái sẽ được cải thiện đáng kể. Quý vị sẽ nhận thấy rằng tình cảm gia đình ngày càng khăng khít hơn. Con cháu, đặc biệt là những người con trưởng thành sẽ mang lại nhiều niềm tự hào. Những thành tựu của họ sẽ là niềm vui lớn giúp quý vị cảm thấy an lòng. Đây cũng là khoảng thời gian để quý vị dành nhiều sự quan tâm hơn đến những người thân yêu, chia sẻ những khoảnh khắc ý nghĩa và thắt chặt mối quan hệ gia đình. Ngoài ra, trong thời gian cuối năm, quý vị có thể tổ chức những buổi gặp gỡ, họp mặt gia đình để chia sẻ niềm vui, gắn kết tình cảm. Chính những khoảnh khắc như thế sẽ giúp quý vị cảm thấy cuộc sống viên mãn và hạnh phúc hơn. Lời khuyên cuối năm. Đối với tuổi Ất Mão, cuối năm 2024 không chỉ là giai đoạn để tổng kết những thành quả đã đạt được, mà còn là thời điểm để quý vị chuẩn bị cho một năm mới nhiều hứa hẹn. Đây là lúc để quý vị không chỉ nhìn lại những thành công, mà còn cần đánh giá những điểm yếu và khó khăn còn tồn đọng để cải thiện. Việc học hỏi từ những thách thức của năm 2024 sẽ giúp quý vị trở nên mạnh mẽ hơn và chuẩn bị tốt hơn cho bước tiến vào năm 2025 đầy triển vọng. Cuối cùng,
Quý vị hãy duy trì sự kiên trì và nhẫn nại, hãy luôn tự tin vào bản thân, tận dụng những cơ hội và biết rằng mọi điều tốt đẹp đang chờ đón phía trước. Chỉ cần kiên định, nỗ lực không ngừng, quý vị sẽ có một tương lai, tài lộc dồi dào và sự nghiệp viên mãn. Tử vi các tháng cuối năm 2024, từ tháng 10 đến tháng 12 âm lịch. Trong mỗi tháng âm lịch cuối năm 2024, tuổi Ất Mão 1975 sẽ cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt về vận mệnh, từ tài lộc cho đến sức khỏe và tình cảm. Mỗi tháng đều mang đến những dấu ấn riêng và điều quan trọng là quý vị phải nắm bắt tốt thời cơ để tận hưởng thành công và hạnh phúc. Tháng 10 âm lịch, tháng Ất Hợi, thần tài gõ cửa, vận may bùng nổ. Tháng 10 âm lịch với thiên can Ất và địa chi Hợi được xem là tháng may mắn của tuổi Ất Mão. Đây là thời điểm mà thần tài ghé thăm, mang đến nhiều cơ hội tài lộc vượt ngoài mong đợi. Các khoản đầu tư lớn mà quý vị đã thực hiện trước đó sẽ có kết quả đáng mừng, giúp quý vị gặt hái được lợi nhuận đáng kể. Đây là tháng mà tài lộc đến không chỉ từ những công việc thường nhật, mà còn từ những nguồn thu nhập phụ, đặc biệt là những khoản đầu tư lâu dài. Tuy nhiên, bên cạnh cơ hội tài chính, quý vị cũng cần phải thật cẩn trọng khi tiến hành các giao dịch lớn hoặc ký kết hợp đồng. Mặc dù vận may đang đứng về phía quý vị, nhưng sự thiếu thận trọng trong các điều khoản hay việc thiếu chuẩn bị kỹ lưỡng có thể khiến quý vị rơi vào tình huống khó khăn. Hãy tìm hiểu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định cuối cùng và đừng ngần ngại hỏi ý kiến chuyên gia nếu cần thiết. Ngoài ra, đây cũng là thời gian để quý vị mở rộng các mối quan hệ, tạo dựng liên kết với những người có tầm ảnh hưởng, giúp tạo đà cho sự phát triển sự nghiệp và tài chính lâu dài. Tháng 11 âm lịch, tháng Bính Tý, công việc thuận lợi, sự nghiệp thăng hoa. Tháng 11 âm lịch với thiên can Bính và địa chi Tý mang lại cho tuổi Ất Mão một luồng năng lượng công việc dồi dào. Đây là tháng mà quý vị sẽ nhận thấy ơn trên phù hộ, mọi công việc tiến triển thuận lợi hơn bao giờ hết. Những dự án quan trọng, những kế hoạch dài hạn mà quý vị đã dày công xây dựng sẽ đạt được những thành quả xứng đáng. Đây là lúc mà quý vị có thể thu về trái ngọt sau thời gian dài kiên trì. Đặc biệt, nếu quý vị đang có ý định mở rộng kinh doanh hoặc thực hiện các kế hoạch lớn hơn, đây là thời điểm cực kỳ thích hợp. Tháng 11 âm lịch hứa hẹn mang lại sự ủng hộ từ nhiều phía. Quý nhân xuất hiện giúp quý vị đưa ra những quyết định đúng đắn, nâng tầm sự nghiệp lên một giai đoạn mới. Tuy nhiên, hãy chú ý duy trì sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống cá nhân. Công việc dồn dập có thể khiến quý vị rơi vào trạng thái căng thẳng. Vì vậy, hãy sắp xếp thời gian để nghỉ ngơi, tái tạo năng lượng để tiếp tục duy trì phong độ. Tháng 12 âm lịch, tháng Đinh Sửu, tài lộc thăng hoa, đón Tết vui vẻ. Tháng cuối cùng của năm âm lịch với thiên can Đinh và địa chi Sửu mang đến một không khí rộn ràng và vui tươi. Tuổi Ất Mão sẽ cảm nhận được sự tài lộc dồi dào trong tháng này. Những thành quả mà quý vị đã đạt được trong suốt cả năm qua sẽ mang lại niềm vui trọn vẹn, giúp quý vị đón mùa Tết an khang, hạnh phúc. Tài lộc từ công việc ổn định, gia đình hòa thuận, tất cả sẽ tạo nên một không gian sống ấm cúng và thịnh vượng cho quý vị. Đây chính là thời điểm mà quý vị có thể tự hào nhìn lại chặng đường đã qua và chuẩn bị cho một năm mới với nhiều kỳ vọng tươi sáng hơn. Đặc biệt, trong tháng 12 âm lịch, không chỉ tài lộc thăng hoa mà tình cảm gia đình cũng đông đầy. Những buổi họp mặt, những khoảnh khắc sum vầy bên người thân sẽ giúp quý vị cảm nhận rõ ràng sự yên vui và mãn nguyện trong cuộc sống. Đây là khoảng thời gian để quý vị tận hưởng thành quả của mình, không chỉ về mặt vật chất mà còn là những giá trị tinh thần vô giá. Hãy dành thời gian này để nghỉ ngơi, thư giãn, tận hưởng cuộc sống và lên kế hoạch cho năm mới với nhiều dự định và mục tiêu lớn hơn. Quý vị đã trải qua một năm đầy thăng trầm, nhưng cuối cùng tất cả những nỗ lực đó đã được đền đáp bằng những thành công và niềm vui bất tận. Cách hóa giải vận hạn cuối năm 2024. Cuối năm 2024, tuổi Ất Mão 1975 sẽ không chỉ đối mặt với những thách thức trong công việc và tài lộc, mà còn có thể gặp một số vận hạn nhỏ về sức khỏe và mối quan hệ gia đình. Tuy nhiên, vận mệnh luôn có cách hóa giải nếu quý vị biết áp dụng đúng phương pháp. Việc hóa giải vận hạn không chỉ mang lại sự yên ổn về tinh thần, mà còn giúp quý vị tự tin hơn trong việc đón nhận những điều tốt đẹp của tương lai. Dưới đây là một số cách mà quý vị có thể thực hiện để hóa giải vận hạn, mang lại may mắn và bình an cho bản thân và gia đình. 1. Làm việc thiện, gieo nhân lành, gặt quả tốt.
Một trong những nguyên tắc cốt lõi để hóa giải vận hạn, đặc biệt là với người Ất Mão, là làm việc thiện, giúp đỡ người khác. Cổ nhân có câu, gieo nhân nào gặt quả đó, và điều này càng đúng trong giai đoạn cuối năm khi vận khí có phần suy yếu. Quý vị hãy dành thời gian và tâm huyết để giúp đỡ người kém may mắn hơn mình, dù là về mặt vật chất hay tinh thần. Việc làm thiện nguyện không chỉ giúp xua tan những điều xui xẻo, mà còn mang lại tâm hồn thanh thản, giúp quý vị cảm thấy cuộc sống nhẹ nhàng và ý nghĩa hơn. Quý vị có thể tham gia các hoạt động từ thiện như ủng hộ cho các quỹ vì trẻ em nghèo, người già neo đơn, hoặc thậm chí chỉ đơn giản là giúp đỡ những người xung quanh bằng các hành động nhỏ như chia sẻ bữa ăn hay động viên tinh thần. Tất cả những hành động này sẽ giúp tích lũy phước đức, hóa giải những điều không may và mang lại vận khí tốt đẹp cho bản thân và gia đình. 2. Giữ tâm hồn trong sạch, cân bằng cảm xúc. Việc giữ tâm hồn trong sạch cũng là yếu tố quan để hóa giải vận hạn cuối năm. Khi các áp lực về công việc, tài chính và gia đình trở nên căng thẳng, dễ khiến quý vị rơi vào trạng thái lo âu và căng thẳng. Điều này không chỉ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe mà còn tạo ra năng lượng tiêu cực, khiến vận khí của quý vị càng trở nên u ám. Do đó, hãy luôn nhớ rằng tâm hồn bình an là yếu tố tiên quyết để giải trừ vận hạn. Quý vị cần giữ thái độ tích cực, sống vị tha và khoan dung, không để những suy nghĩ tiêu cực chiếm lĩnh tâm trí. Tạo dựng thói quen thiền định hàng ngày có thể giúp quý vị giữ được sự cân bằng trong tâm hồn, loại bỏ những suy nghĩ căng thẳng và mở ra cánh cửa cho sự yên bình nội tâm. Thiền không chỉ giúp điều hòa tâm trí mà còn tạo ra năng lượng tích cực để thu hút vận may và tài lộc. 3. Lễ lạc cúng bái, tưởng nhớ và tri ân tổ tiên. Cúng bái tổ tiên là một truyền thống lâu đời trong văn hóa người Việt, và đây cũng là cách hữu hiệu để hóa giải vận hạn cuối năm. Việc tưởng nhớ tổ tiên, cúng bái vào những ngày lễ quan trọng như rằm, mùng 1 hay các ngày giỗ không chỉ là cách để tri ân mà còn giúp gia đạo thêm phần vững vàng, thu hút tài lộc và sự phù hộ từ ông bà tổ tiên. Khi tiến hành các nghi lễ cúng bái, quý vị cần chú trọng đến sự thành tâm, đừng quá coi trọng về hình thức mà hãy tập trung vào lòng thành, hướng về tổ tiên với sự biết ơn chân thành nhất. Lòng thành tâm sẽ giúp xóa bỏ những điều không may, đưa lại sự bình an và may mắn cho gia đình. Ngoài ra, quý vị có thể chuẩn bị lễ vật phong thủy như hoa tươi, trái cây, nước sạch để dâng lên bàn thờ tổ tiên. Đừng quên dọn dẹp và lau chùi bàn thờ sạch sẽ để thể hiện lòng tôn kính, tạo nên một không gian thiêng liêng và trang trọng. 4. Vật phẩm phong thủy, thu hút tài lộc, xua đuổi xui xẻo. Phong thủy là yếu tố mà quý vị không nên bỏ qua khi muốn hóa giải vận hạn cuối năm. Những vật phẩm phong thủy như đá quý, các biểu tượng may mắn không chỉ mang lại sự bình an mà còn giúp quý vị thu hút tài lộc, tránh xa những điều không may. Một trong những vật phẩm phong thủy quan trọng mà quý vị có thể cân nhắc là đá thạch anh, loại đá có khả năng hấp thụ năng lượng xấu, tạo ra trường khí tích cực xung quanh. Ngoài ra, các biểu tượng như cốc ngậm tiền, rùa đầu rồng, long quy hay tiền xu phong thủy cũng là những vật phẩm có thể giúp thu hút tài lộc, mang lại sự thịnh vượng và may mắn cho gia đình. Khi sử dụng vật phẩm phong thủy, điều quan trọng là quý vị phải đặt đúng vị trí để kích hoạt năng lượng tích cực. Chẳng hạn, cốc ngậm tiền nên được đặt ở góc tài lộc của ngôi nhà, hoặc tiền xu phong thủy nên được treo ở cửa ra vào để chặn năng lượng xấu và thu hút tài lộc vào nhà. 5. Tránh xa những năng lượng tiêu cực. Ngoài việc làm việc thiện và sử dụng vật phẩm phong thủy, quý vị cũng cần chú ý đến việc tránh xa những nguồn năng lượng tiêu cực. Năng lượng tiêu cực có thể đến từ những mối quan hệ xung quanh hoặc môi trường sống không lành mạnh. Hãy luôn cẩn trọng trong việc chọn lọc người tiếp xúc, tránh những người có ý đồ xấu hoặc mang lại cảm xúc tiêu cực cho quý vị. Đồng thời, hãy dành thời gian để thanh lọc không gian sống, dọn dẹp nhà cửa, dứt bỏ những vật dụng không còn giá trị để giải phóng năng lượng xấu, từ đó mở ra không gian cho vận khí tốt hơn. Quý vị cũng có thể thắp nến hoặc dùng hương trầm để làm sạch không gian, tạo nên sự an lành và tươi mới trong nhà. Vận hạn cuối năm dù có xuất hiện nhưng không phải là điều không thể vượt qua. Điều quan trọng là quý vị biết cách giữ vững tâm thế, tích cực trong tư duy và hành động, làm việc thiện, giữ tâm hồn thanh tịnh. Sử dụng vật phẩm phong thủy và cúng bái tổ tiên sẽ là những phương pháp giải hiệu quả nhất để quý vị chuẩn bị đón một năm mới 2025 đầy bình an, thịnh vượng và hạnh phúc. Lời dạy của cổ nhân để sống an yên tuổi già. Trong cuộc sống, tuổi già không chỉ là giai đoạn để nghỉ ngơi
mà còn là khoảng thời gian quý giá để chúng ta chiêm nghiệm về những bài học kinh nghiệm quý báu đã tích lũy qua năm tháng. Đặc biệt, đối với những người sinh năm Ất Mão 1975, bước vào giai đoạn tuổi già cần phải hiểu rõ những cốt lõi mà cuộc đời mang lại. Cổ nhân có câu, giàu nhờ tài, yên nhờ đức, nghĩa là tài sản có thể mang lại sự giàu sang, nhưng đức độ mới là yếu tố quan trọng giúp quý vị có được sự bình yên và hạnh phúc lâu dài. Để sống an yên và thanh thản trong những năm tháng sắp tới, điều quan trọng không chỉ là tích lũy tài sản, mà còn là tích đức, hướng thiện. 1. Tích đức, nền tảng của sự bình yên. Trong thời kỳ tuổi già, những vật chất hay danh lợi mà chúng ta nắm giữ không còn là điều quan trọng nhất. Thay vào đó, những hành động thiện nguyện và lòng nhân ái chính là nền tảng giúp quý vị sống an vui. Cổ nhân từng dạy rằng, đức năng thắng số, nghĩa là khi quý vị sống với lòng nhân từ, luôn làm điều tốt và giúp đỡ người khác, thì vận số dù có khó khăn đến đâu cũng sẽ được hóa giải. Hãy dành thời gian để chia sẻ yêu thương với những người xung quanh. Có thể đó là những hành động nhỏ như giúp đỡ một người hàng xóm, tham gia các hoạt động từ thiện trong cộng đồng, hay đơn giản là hỗ trợ con cháu vượt qua khó khăn. Những hành động này không chỉ giúp quý vị tích lũy phước đức, mà còn mang lại niềm vui tinh thần, tạo nên sự an lạc trong tâm hồn. Việc tích đức không chỉ giúp bản thân quý vị cảm thấy thanh thản mà còn là tài sản vô giá để lại cho con cháu. Tạo dựng một môi trường gia đình hòa thuận và hạnh phúc, lòng nhân từ không chỉ giúp hóa giải mọi lo âu mà còn thu hút vận khí tốt, giúp cuộc sống thêm phần ý nghĩa. 2. Tu dưỡng tâm hồn, bí quyết để sống thanh thản. Bên cạnh việc tích đức, tu dưỡng tâm hồn cũng là yếu tố quan trọng để quý vị có được sự an yên khi bước vào tuổi già. Cuộc sống đôi khi không thể tránh khỏi những sóng gió, những khó khăn bất ngờ, nhưng tâm hồn quý vị có thể trở nên mạnh mẽ và bình tĩnh nếu được rèn luyện qua năm tháng. Cổ nhân có câu, không màng danh lợi, giữ lòng thanh tịnh. Điều này dạy chúng ta rằng, càng về sau trong cuộc đời, đừng nên quá bận tâm về những thứ vật chất hay danh vọng. Thay vào đó, hãy tập trung vào sự thanh thản của tâm hồn. Hãy bắt đầu mỗi ngày bằng cách sống với lòng biết ơn những gì mình đang có, từ sức khỏe, gia đình, cho đến những thành tựu mà mình đã đạt được. Khi quý vị sống với lòng biết ơn, những lo âu, căng thẳng sẽ tự động tan biến, nhường chỗ cho sự bình yên nội tâm. Điều quan trọng nhất là biết chấp nhận mọi thứ diễn ra theo cách tự nhiên của nó, không quá vướng bận vào những điều không thể thay đổi. Ngoài ra, hãy luôn giữ thái độ tích cực và khoan dung với mọi người xung quanh. Khi chúng ta sống với lòng khoan dung, không để những mâu thuẫn nhỏ nhặt làm phiền lòng, cuộc sống sẽ trở nên nhẹ nhàng và hạnh phúc hơn. Những giận hờn, tranh chấp không đáng có sẽ chỉ làm tâm hồn thêm mệt mỏi. Thay vào đó, hãy luôn nhìn mọi thứ với con mắt bao dung và trái tim rộng mở. 3. Thực hành thiền định và dưỡng sinh, giữ sự cân bằng tinh thần và thể chất. Một trong những phương pháp hiệu quả để giữ gìn sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần ở tuổi già là thiền định và dưỡng sinh. Thiền không chỉ giúp quý vị thanh lọc tâm trí, giảm bớt những suy nghĩ tiêu cực, mà còn giúp cân bằng cảm xúc, tạo nên trạng thái tinh thần thư thái và yên bình. Việc duy trì thiền định hàng ngày có thể giúp quý vị nâng cao năng lực tập trung, giảm căng thẳng và cải thiện sức khỏe tim mạch, huyết áp. Ngoài ra, dưỡng sinh qua các bài tập thể dục nhẹ nhàng như thái cực quyền hay yoga cũng là cách để duy trì sức khỏe ở tuổi già. Những bài tập này không chỉ giúp cơ thể dẻo dai, mà còn tăng cường năng lượng và cải thiện tinh thần. Khi cơ thể khỏe mạnh, quý vị sẽ có thêm nhiều niềm vui để tận hưởng cuộc sống bên cạnh con cháu. Bên cạnh đó, tham gia các nhóm cộng đồng, các hoạt động xã hội, giao lưu với bạn bè cùng trang lứa cũng giúp quý vị giữ vững tinh thần tích cực. Sự gắn kết xã hội này không chỉ mang lại niềm vui mà còn giúp quý vị tránh xa cảm giác cô đơn, buồn chán. 4. Đặt gia đình lên hàng đầu, yên vui bên con cháu. Cuối cùng, không thể bỏ qua vai trò của gia đình trong cuộc sống tuổi già. Gia đình chính là bến đỗ cuối cùng của mỗi chúng ta, nơi mang lại sự ấm áp và bình yên. Cổ nhân có câu, nhà có phúc ắt mọi việc sẽ hanh thông. Điều này nhấn mạnh tầm quan trọng của sự hòa thuận và yêu thương trong gia đình. Khi gia đình hòa thuận, mọi mối quan hệ được xây dựng trên nền tảng của tình yêu thương và sự chia sẻ, quý vị sẽ luôn cảm thấy hạnh phúc và viên mãn. Quý vị hãy dành nhiều thời gian hơn để quan tâm, chăm sóc con cháu, tạo ra những khoảnh khắc gắn kết và yêu thương. Con cháu sẽ là nguồn động viên tinh thần, mang đến niềm vui và sự tự hào, giúp quý vị cảm thấy an lòng và thanh thản trong tâm hồn. Sống an yên, hạnh phúc bên gia đình,
Tuổi Ất Mão 1975 khi bước vào giai đoạn tuổi già, hãy nhớ rằng sự giàu có thực sự không phải là ở tài sản vật chất, mà chính là ở tâm hồn bình an và tình cảm gia đình, tích đức, tu dưỡng tâm hồn, thực hành thiền định và luôn đặt gia đình lên hàng đầu, sẽ giúp quý vị có một cuộc sống tuổi già an yên và viên mãn. Hãy luôn sống với lòng biết ơn, yêu thương và khoan dung, và quý vị sẽ thấy cuộc sống tuổi già không chỉ là thời gian nghỉ ngơi, mà còn là giai đoạn để tận hưởng niềm hạnh phúc đích thực bên cạnh những người thân yêu. Kính thưa quý vị, với những dự đoán tử vi cho tuổi Ất Mão sinh năm 1975 từ nay đến Tết 2025, chúng ta có thể thấy rõ rằng sau một năm 2024 đầy thách thức và biến động, những tháng cuối năm đang mở ra nhiều cơ hội đáng mừng, từ công việc, tài lộc đến sức khỏe, gia đạo. Mọi khía cạnh trong cuộc sống của quý vị đang dần chuyển mình theo hướng tích cực hơn, mang đến sự an yên, thịnh vượng và hạnh phúc. Dù cho có những khó khăn đã từng khiến quý vị lo lắng và mệt mỏi, nhưng với sự kiên trì, bản lĩnh và lòng nhân hậu, tuổi Ất Mão sẽ không chỉ vượt qua mà còn bứt phá mạnh mẽ. Những vận hạn sẽ dần được hóa giải và quý vị sẽ đón một cái Tết tràn đầy phúc lộc, an khang và bình an bên gia đình thân yêu. Cuộc sống là hành trình mà mỗi chặng đường đều mang lại những bài học quý giá, và thông qua tử vi này, tôi hy vọng rằng quý vị sẽ luôn giữ vững tinh thần lạc quan, biết tận dụng những cơ hội để thành công và sống trọn vẹn từng khoảnh khắc bên gia đình. Hãy luôn nhớ rằng, vận mệnh là điều có thể thay đổi và chính quý vị là người nắm giữ chìa khóa để tạo dựng một tương lai tốt đẹp hơn. Nếu quý vị thấy những thông tin trong video hữu ích và mang lại giá trị, đừng quên nhấn like, chia sẻ và đặc biệt là đăng ký kênh Minh Đường Tử Vi để không bỏ lỡ bất kỳ video tử vi hữu ích nào trong tương lai. Sự ủng hộ của quý vị chính là động lực để chúng tôi tiếp tục mang đến những nội dung chất lượng và sâu sắc hơn. Xin chúc quý vị tuổi Ất Mão 1975 và toàn thể gia đình một mùa Tết viên mãn, tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Hẹn gặp lại quý vị trong những video tử vi tiếp theo.